Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhãn 25 tóc cần có cửa hiệu Nuji ETU khoảng 20 đô cho giá này các bạn. Để tham gia giá hôm nay mua clip phần link mô tả bấm nút start này bạn. Bấm nút start xong thì các bạn bấm vào zone gấp tắt. Rồi các bạn làm nhiệm vụ các bạn thì các bạn join kênh group kênh trailer nữa các bạn. Follow. Rồi các bạn cho nên giúp kênh trailer xong các bạn follow tờ Twitter và ghi quyết nha bạn. Quyết pinbot. Rồi các bạn chờ xíu chờ trang tờ Twitter của mình chút xíu các bạn. Con này chạy trên 8 BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Phan con này nó sẽ lướt sàn nào ta? Rồi các bạn like và tôi biết là biết cái game nha các bạn. Con này mình chưa biết lít sàn nào luôn các bạn. Sau này nó có về nó lít sàn nào thì mình sẽ làm video thông báo bạn. Rồi các bạn lưu ý nha các bạn. Minimum thì các bạn nhấp vào các bạn. Các bạn nhấp vào medium thì nó hiện ra một cái dòng chữ là tải không được. Thì các bạn cứ nhấp vào một lần nữa nha các bạn. Hiện tại con minimum này mình không có phát IP nhưng mà mình vẫn follow được nha các bạn. À, nó đã tạm được, bạn bấm vào tải lại cho nó nha bạn. Rồi nếu như hiện ra gì thì các bạn bắt up lại, các bạn tải lại lần nữa các bạn. Còn không được nữa thì các bạn dùng phần mềm VPN nha bạn. Mà mình không có dùng phần mềm VPN, mình follow cũng được nữa. Rồi tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Multi. Rồi bấm up lại nha bạn. Rồi thì các bạn follow tiếp tới kênh tờ Twitter của nó nè bạn. Rồi tờ Twitter nè bạn. Nó tới hai kênh tờ Twitter đó. Rồi các bạn like em tờ Twitter nè bạn. Rồi các bạn bấm up lên nè bạn. Rồi các bạn bấm vào Click buồn phan các bạn. Rồi các bạn bấm vào iRap tắt các bạn. Map menu. Ủa mình làm lại các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thứ hai tí coi. Ui là tờ nó quay lại captcha luôn. Nó không bấm là menu chỉ không biết. Rồi các bạn ơi, bạn bấm vào một My Balance tí coi. Sao hiện tại mình chưa có tốc càng nào ta? Rồi bạn bấm vào iRap tắt nha bạn. Mình gì mình lướt cấp tra rồi mình mới khai báo thông tin như thế các bạn. Mắt menu luôn nè các bạn. Register on Cheon bấm bấm vào bạn. À, rồi các bạn lướt cấp tra nha các bạn. Các bạn chọn cái hình nào này để mình dịch ra các bạn. Tiếng Anh khó quá các bạn ơi. Các bạn dùng cái dòng chữ này nè các bạn. Các bạn dùng Google dịch, các bạn dịch ra nha các bạn. Các bạn chụp màn hình rồi các bạn chọn vào hình ảnh đã thích nha các bạn. Rồi vì mình đã qua cấp tra rồi, các bạn điền lại địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Email anh Nhân Quỳnh 5100.com nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha bạn. Các bạn mở địa chỉ giấy chocolate của tất cả các bạn ra nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ ETH cũng được nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi nha các bạn bắt địa chỉ BNB Smart Chain mình vào đây nha các bạn. Mình gọi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lời UN tờ
Valency. Rồi là đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Các bạn mở tại Twitter của mình ra, các bạn vào trang cá nhân của mình thì các bạn gặp gì thông tin mình đã sang qua bên Zalo cho nó, mình lấy cho nó dễ các bạn. Rồi mình copy link tại Twitter của mình nha các bạn. Rồi các bạn gọi là chatbot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì một gửi lại một cái link tờ quýt nha bạn. Thì các bạn nhấp vào mục này nha bạn. Thì các bạn chỉ việc like nè các bạn. Các bạn tờ quýt lại nha bạn. Rồi thì các bạn copy lại cái link trước các bạn. Thì các bạn nhấp vào Twitter của mình nha các bạn. Các bạn nhập vào ba chú gạch bên cùng, các bạn nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ bài này nè các bạn. Các bạn sao chép lên Twitter của mình nè. Rồi các bạn mới đáp lại nè. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn dán gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm I help John. Skip minimum fan để mình dịch. Rồi hỏi bạn có follow medium, nếu không có bạn không làm nhiệm vụ thì các bạn bỏ qua, thì các bạn bấm skip thì bỏ qua nha bạn. Mình có thì mình làm iHeal John nha bạn. Tiếp tục thì mình điền lại profile minimum của mình nha bạn. Nào, muốn follow minimum không được thì các bạn bấm bỏ fan để mình kiếm cái link minimum của mình nha các bạn. Copy lên nha các bạn. Thì các bạn gửi lên cho bot nha mà. Rồi các bạn gửi cho bot nha bạn. You heal. Rồi các bạn bấm I heal John tiếp tục nha bạn. Rồi các bạn bấm vào iHeal cho anh, rồi sau khi nó hiện ra một cái link ghép cho tất cả các bạn này bạn. Các bạn lấy link ghép này mình chia sẻ cho một bè và người thân để kiếm thêm tập cận cho tất cả các bạn. Phần này mình set balance các bạn. Ok như vậy mình giới thiệu các bạn tham gia chương trình này gần đây cũng kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.